Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay tiếp tục một clip mới nữa, còn mình cùng giao lưu với nhà vườn của anh Vinh ha chú. Hôm nay thì cũng giới thiệu đến quý chú nhiều cây đẹp để cho mình lựa chọn, rất mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý chú gần xa. Đó, trước mắt quý cô chú là một cái cây bình bát, rồi một cái bệ bình bát rất là to khủng ha, độc đáo. Rồi mời quý cô chú gặp lại MC để cho MC giới thiệu chi tiết cho mình ha. Em chào anh Chiến ha. Rồi chào Khánh, chào cô chú anh chị. Hôm nay cũng đến vườn của anh Vinh để giao lưu cô chú anh chị một số cây rất đẹp. Ở đây có hai cái bể bình bát. Dạ. Giao lưu cô chú anh chị. Bình bát sứ ha, nhà sọp, nhiều mai chiếu thủy, nói chung là đa dạng. Rồi mình đứng bên trong mình đo đi rồi mình hãy quay luôn anh Chiến ơi. Cô chú chờ lâu rồi. Cây tiếp theo clip là 128 là một bể bình bát. Số điện thoại quen thuộc giao lưu của anh Vinh con để trên tiêu đề trên màn hình hết chú, mình gọi trực tiếp số đó để được tư vấn nhiệt tình. Rồi chiều cao tới đây là 1m1 của chú ơi. Cao 1m1. Còn ngang nguyên cái phơm này thì 1m. 1m. Nó lên nó túm lại đẹp lắm quý chú. Nó nguyên một bệ này, nó bò nó trường ha, cái toàn bộ cái rễ này nó quy về một cái thân một. Một thân một đây. Đó, rồi dòng thước đo thân này luôn giúp em ơi. Đây. Khá là to. 1 mét mấy anh? 113. Một cái thân này là 113 của chú. Đây nè. Con sẽ đi một vòng cho mình hào hảo. Nó ôm nguyên một cái gốc dừa nha quý chú. Rồi được anh để lấy cái mặt này cái xong mình xây cái qua bên kia luôn. Đo xong mình xây luôn ha. Rồi đo chiều sổ của cái bộ đế luôn anh ơi. Chiều dài bộ đế luôn. Đó dài đây là 1m4. Hết luôn đi anh. Cộng thêm đi, cộng qua đây luôn. Đúng rồi. Xuống nữa đi. Tổng thì 1 mét nữa là 2m4. 2m4. Rồi, chiều ngang cái bộ đế luôn anh. Tại vì cái này nó khá là to rộng quá chú. Rồi, chiều ngang nó là 85. Rồi, cao luôn. Cao lên tới cái cổ thân đi. Tới đây nha. Đúng rồi. Rồi, 60. 60. Rồi, cây này giá nhiêu đây? Rồi, bể bình bát này mã số 128 giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu, bao ship 300 km. 7 triệu, rồi để xây lại vòng cho mình coi ha. Đây, nguyên một cái dách bên đây đây. Rất là nặng nha cô chú, mấy cây này khai thác rất là to, nặng, tốn rất là nhiều công. Đó, toàn bộ cái rễ này ha, chạy quy về một cái thân chính lớn ở đây. 7 triệu thôi anh ha. 7 triệu. Bao ship 300 km. Cây thì đang khỏe như quý chú thấy đây. Mình có thể ghép mình chơi nha quý chú, ghép mảng cầu sim, mảng cầu thái, na thái. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi, mã số 129 cũng là một bể bình bát luôn. 29 đây. Tiếp tục là một bể bình bát, bể này thì nhỏ hơn mà mỗi bể nó có nét độc đáo riêng ha. Cây này thì bộ đế nó chụm lại, nó sổ xuống như này. Đó. Rồi, cái này đặt luôn anh Chiến hả? Đúng rồi, hai mặt đều đặt. Hai mặt đều đặt hết trơn, đặt cứng hết trơn. Rồi, thông số chiều cao này là 1m. Cao 1m. Phơm tàn này 1m1. Dạ. Cái này đo cái chiều dài chứ không có ôm được hết đó. Đo chiều dài đi anh. 115. 120 luôn. 120 luôn. Tức là 1m2 đó. Chiều dài là 1m2 đó cô chú ơi. Rồi, chiều sổ đế luôn cho anh. Từ đây xuống đi. Rồi 60 luôn. 60 luôn. 58. 58 60. Quay vòng giúp em luôn ha. Rồi.
Người ta chặt kiết rồi cái nó lên những cái thân trên này khá là ít, mà mặt mặt lũa bọng ha, ít lắm, có thì nó sành. Rồi giá luôn anh ơi cây này. Rồi một bể bên bác này mã số 129 giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu bao ship 300 km. 6 triệu ship 300 cây. Mấy cây này nặng lắm nha cô chú, khai thác rất là nặng. Rồi mình tiếp tục luôn anh ha. Rồi. Chiến ha. Rồi, gừa bông luôn. Một cây gừa bông. Cây si bông anh ha. Cây này cũng phơm tàn đa chú, rễ buông rất nhiều. Rễ chín thì không bao nhiêu, rễ chín thì nhỏ anh ha. Nhưng mà rễ buông tràn thì rất nhiều. Tạo thành một cái khối vậy nè. Rồi. Rồi tổng thể chiều cao là 1 mét nha cô chú. Cao 1 mét. Rộng 1,5 mét. Chiều ngang 1,5 mét. Tàn tròn luôn nha. Cao mét, rộng 1,5 mét ha. Cây này là tàn ấm tàn nha cô chú. Rồi mình đo tổng cái cụm này đi chứ đúng sao rồi. Giờ này không có đo cái cây này thì được. Cũng từ chậu rút xuống cô chú, chậu xuống bầu, chậu xuống bầu ha, ôm đá ôm gạch thì tùm lum chứ này. Mình tính 1,7 mét đi anh ơi. Rồi 1,7 mét. Gãy thân chính thì nó không bao lên bao nhiêu chú, nhưng mà gãy buông thì như con nói ha. Rồi độ sổ xuống 50 luôn cô chú ơi. Sổ 50. Thân chính nó không có bự nhưng mà gãy buông. Cây này thì đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Rồi đi qua đây cái nữa cho mình xem ha. Đó. Gãy buông thì bên mặt nào cũng như nhau luôn. Buông nó bền với nhau luôn vậy đó. Rồi cây này giá sao đây anh ơi? Rồi. Cái gừa bông này mã số 130 giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu bao ship 300 km. 4,5 triệu anh ha. 4,5 triệu. Tiếp tục giúp em luôn. Nào đây. Đây. Như phước phòng 131. Rồi một cây si phước phòng. Tiếp tục luôn. Rồi thông số chiều cao tới đây là 77. Chỉ cành bằng ngón tay. Heo chưa? Cành bằng ngón tay đang siết dây luôn. Rồi phơm tàn ngang là 1,1 mét. Tàn ngang 1,1 mét. Sổ này 45. Rồi tổng quanh thân luôn. Ôm hết đây này, à hết đó cũng được. Đây những cái đọt si hồng ở phía dưới này cho mình có thể nhìn thấy rõ ha. Lá này thì lá già rồi cho nên là nó búp nó chờ lá mới thì mới ra búp được. Rồi tổng cụm là 1,35 mét. Cũng 1,35 mét. Cũng có thể lược chi lại ha, bắt chi tiết. Dạ, mặt bên đây đây. À ghế dừa, hồi đó dính cái ghế dừa anh hả? Dính cái ghế dừa vô đó. Rồi. Dạ rồi, cây này giá sao đây? Rồi, cây si búp hồng một bể si này mã số 131 giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu bao ship 300 km. 300 cây thôi anh hả? Rồi, bao ship 300 cây. Rồi, tiếp luôn anh ơi. 131. Ở đâu đây? Đây 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 đây. 132. Rồi. 132. Gia Nhật. Tới vườn anh Vinh thì nhiều cây ha chú, rất nhiều cây cho mình lựa luôn. Gia Nhật thành phẩm luôn. Rồi thông số chiều cao 1 mét, tán ngang 1,1 mét luôn. Dạ cao 1 mét, ngang 1,1 mét. Rồi quanh thân chỗ này là 31. Dạ.
rồi ngang đây là 1 mét, hết cái cụm này là 1m7 luôn cô chú ơi. Dạ. Gốc là gốc si búp hồng. Si búp hồng ghép da Nhật. Ghép da Nhật lâu năm. Thành phẩm hết rồi ha cô chú. Cốt ghép gần như là mình không thấy luôn. Không thấy ghép ở đâu hết trơn. Liền cốt liền thân hết rồi. Đây. Gốc là gốc si búp hồng rất đẹp. Đá nhỏ mịn. Dạ. Cây này giá nhiêu đây anh Chiến ha? Rồi, cây da Nhật này mã số 132 giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu, bao ship 300 km. 4,5 triệu. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Rồi, một cây sọp độc đỏ luôn. Sọp tiếp luôn. Sọp thì vườn anh thì cũng khá nhiều cô chú, nhưng mà không cây nào giống cây nào luôn. Mỗi cây mỗi nét. Rồi, thông số chiều cao 1m2. Rồi, chiều ngang 90. Như cây này nè anh Chiến, mình sẽ lấy chi lại nè. Chẳng hạn cái này hai cái nè ha. Mình sẽ lấy 1 cái thôi. Này cũng vậy đâu chú, hai cái lấy 1 cái nè. Ở dưới này 3 cái luôn. Lấy 1 cái lại thì nó sẽ rõ nét luôn. Đây có 1 cái mộng à, đúng chỗ luôn á. Phía sau nè, ngọn. Đó, mình sẽ chơi chi tiết nhẹ lại cái là nhìn thoáng luôn chú. Này thì lấy ấm tàn ha. Lấy tròn. Mà mình rồi, để chơi vậy thì cũng được, không có thân gì. 38 luôn. Xung xuê. Cái này cũng già nó cây. Cái nồi này là 85. Dạ. Hết quần đế này, hết cái thước luôn. Hết quần đế là hết thước luôn. Rồi, cái này có lũa nha cô chú. Lũa sành luôn, lũa cứng luôn nè. Bên đây nó cũng có lũa sau lưng luôn. Đâu à? Đây. Trên này có luôn. Mà sọp thì quý chú yên tâm ha. Đây anh ha. À đây. Lũa sành luôn. Chơi nửa mảnh đời anh ha. Rồi giá luôn. Rồi sọp độc đỏ này mã số 133 giao lưu cô chú anh chị là 2,5 triệu. Bao ship 300 km. Dạ 2,5 triệu. Rồi tiếp tục luôn. Rồi một cây me. Một cây me. Một cây me dáng bay nằm. Nằm bay ha, lên cái cò. Cây me này khá độc đáo đó chú. Đây, có cái phòng để cho mình nhòm cho rõ luôn ha. Cây cũng khá là khác biệt. Rồi giữ vị trí này giúp em luôn ha. Me già của chú ơi. Rồi thông số chiều cao 60. Cao 60. Tà ngang thì 70. Dạ. Rồi quay đo đo thân luôn đi anh. Nằm bay ra. Một thân chủ 29. Gặt cái co xong mới đi lên á. Ôm bộ đế 105. Dạ. Dây thì anh Vinh đã tháo ra hết rồi, còn mấy điểm này nó cũng siết hết trơn rồi. Rồi giá cây này nhiêu đây anh Chiến ha? Một cây me dáng bay này mã số 134 giao lưu cô chú anh chị là 4,000,000, bao ship 300 km. 4,000,000 anh ha. 4,000,000. Quay cái anh Chiến. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Số 135 là một cái sọp. Đâu? À đây. Rồi, để phong sát sát xích vô giùm em anh Chi. Đúng rồi. Một cây sọp quái nữa cô chú ơi. Quái. Rồi chiều cao 80. Dạ.
80 ngang 70. Cao 80 ngang 70. Rồi hoành thân này 31. Rồi cũ này 95. Dạ. Cũ 95. Rồi sổ dài xuống đây là 60 luôn. Dạ rồi. Rồi một cây sập độc đỏ mã số 135 giao lưu cô chú anh chị là 2,5 triệu. Ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn, cây này gọn, thông chậu nha. Cũng dài cây lắm chứ, bộ đế cũng quái ha. Chưa, chưa đem đi ra đây các anh chị. Cây thì đang lên mấy cái này thì đang khỏe 2,500,000. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cái này mình có thể cho ôm đá đồ này nọ các kiểu. Mã số 136 là một cây bằng đăng. 136 cây bằng lăng. Hôm nay em nó mướt mượt hết trơn anh ha. Đầy đặn mướt rượt. Rồi chiều cao 80 luôn. Về mình ghép từng vi vô của chú ơi. Cái bệ này mà lên chậu đẹp. Rồi, ghép từng vi luôn. Nhìn phê lắm á. Lăng lăng. Rồi đo thân chủ luôn 35. Hoành củ đặc này 71. Có cái bể dách nằm ngang ha. Rồi hết bể đế này 1 mét. 1 mét 4 luôn. 1 mét 4. Nó có điểm lũa ở giữa này của chú ha. Bằng bằng lăng thì lũa là cũng bình thường. Đúng rồi. Dòng này hầu hết cây nào nó cũng có lũa chút đỉnh hết chứ. Rồi một cây bằng lăng mã số 30 136 cho luôn cô chú anh chị là 3 triệu. Ship sao ra? Cây này gọn gọn là bao ship toàn quốc luôn. Bỏ chậu lại. Dạ. 3 triệu anh ha. 3 triệu. Rồi, cây rất là già quá chú. Tiếp tục luôn. Rồi, mã số 137 là một cây sập sập đỏ luôn. Một cây sập luôn. Anh có khá nhiều cây sọp ha anh chứ, vườn khá nhiều cây sọp ha. Được anh ơi, để là xây. Xây nổi mình xây vòng đây cho quý cô chú mình xem. Cái này có đường lũa thân cũng khá độc. Cái nữa anh chứ, cái nữa quay quay cái mặt ra anh chứ. Rồi. Rồi chiều cao 80. Rồi tán ngang 90. Cao 80 ngang 90. Đây. Cây đang ôm dây siết dây luôn. Hoành thân này 32. Bể lưng lửng đó bao nhiêu đây? Rồi, cái bể này là 88. Nở to anh ha, cái này nó nở dung to. Này. Rồi, cái bể này luôn là nó 1,7 m luôn. Giá cũng dễ chơi của chú ơi, cây này. Rồi, cây sọp độc đỏ mã số 137 giao lưu cô chú anh chị là chỉ 3 triệu thôi. 3 triệu ha. Đó. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Bên đây luôn ha. 138. Một bể si búp hồng. Rồi, si búp hồng có lá luôn. À, cái màu lá này đẹp nữa cô chú. Màu lá hồng hồng này ha. Đây cho nè. À. Dán nằm anh ha. Dán nguyên một cái bệ nằm. Mã số 138 ha cô chú. Là một bệ si nằm. Rồi, cao 70. Rồi. Rồi dài này 80. Rồi.
nằm mà nó khến dính nhau vậy nè cô chú. Rồi đó thân chủ này 34. Ngay cái cổ này là 59. Ôm hết luôn. một trăm bảy. Quay đi anh, quay nhẹ nhàng cho em một vòng cái này. Đó, nó như thế này đây heo chú, nằm vậy nè. Cái này giá sao đây anh chị? Rồi, một bệ si bóp hồng này mã số 138, giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu, bao ship 300 km. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Cái nào đây? Một trăm ba mươi tám rồi anh hả? 139. Cây lâm vồ. Một cây lâm vồ. Cây này phải nói nó như một cái tảng đá gì đấy cô chú ha. Trồng do cây này mình. Rồi, cái này cái... đó trồng chậu rồi nó theo cái chậu á. Cái chậu xích vô một chút xíu ra nè. Không được, được, từ từ. Rồi. Cao rồi, nhiêu đây? 112. Đã ngang 1 mét luôn. Dạ. Nguyên một thân cốt ha. Ở dưới này là cái chớn chậu nó từ đây xuống đây. Rồi. Đây nè, đó là chậu nó, à, nó đích nó bóp vô nó theo cái chậu nó luôn. Rồi. Cây già cây lắm. Rồi đó, cổ này là 33. 33. Ngang hẹo này là 65. Xuống ngay cái chớn này là 77. Ôm hết cái bình luôn. 122. 122. Rồi, quay tiếp tục giúp em một vòng ha. Đó, cô chú thấy nó khến nó cuộn với nhau nè. Đây nó có mấy cái điểm nó chạy. Dạ. Rồi, cây này giá sao đây anh ha? Rồi, cây lâm vồ mã số 139, giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu, bao ship toàn quốc thông chậu nha. Cây gọn gọn gì là em bao ship toàn quốc 6 triệu. 6 triệu chú ơi, một cái bệ đề trắng rất đẹp luôn. Mặc dù trên thân có những điểm lỗ nhưng mà đối với cái dòng này thì lỗ thì không có sợ heo chú. Rồi, đổi giúp em luôn ha. 139. Mã 140. 140. Đây chứng thủy. Da đen mã lớn luôn. Tác phẩm chiếu thủy da đen lá lớn. Quay một vòng đi anh. Rồi giữ điểm mặt tiền lại giúp em cái. Đó, giữ điểm này. Một cây trực lắc. Phơm đa. Trực lắc tàn đa. Dù cao 70. Nuôi cũng lâu rồi nè, chút mấy cái này nè. Cốt mà cắt. Rồi tán ngang 1 mét luôn. Dạ, mà cắt muốn bít hết rồi. Đúng rồi, cái không bít hết rồi. Điểm chi cành thì nó đóng cũng khá khéo anh ha. Điểm chi cành, cành 1, cành 2. Phong, phía sau luôn, ngọn luôn. Nói chung mà cây trực lắc. Mà cắt thì còn tí xíu à. Không đáng kể luôn, cây mặt cắt này không bao lâu kéo bít luôn à. Rồi, thật con này. 38. 38. Cứ đo trên lại đây này. Đúng rồi. Ngay đó đây. Đây là 48. 48. Rồi, tổng cái bệ này luôn. Cây này cũng khá là già cây. 109. 109. Sẵn ở đây mình chỉ luôn. Đây nó có cái lỗ sành vậy nè. Rồi, con gọi cho mình xem luôn. Đo cái cốt chi này luôn anh này. Đo cái cốt 1 rồi luôn giúp em cái. Nó ra tầm 10, 12. 12 luôn hả? Ừ.
12 luôn. Rồi, mặt bên này thì không có gì hết trơn ha. Mặt cắt là đây nè, ví dụ đây đây cũng có mặt cắt nè, bít luôn rồi nè. Ở trên này cũng vậy luôn. Đây này rất khéo cây. Rồi, cây giá sao đây anh? Rồi, một cây mai trướng thủy mã số 140 giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu, bao ship 300 km. 5 triệu cho cây này ha anh chứ? 5 triệu. Dạ. Vàng xương tai nó đẹp của chú, nó đóng đúng chỗ ha, tỷ lệ nó cũng khéo á. Rồi, đổi giúp em luôn ha. À, tiếp theo. Đây. 141, một cây sọp đỏ. Sọp nữa hả? Nay mình chơi sọp nhiều anh ha. Anh Vinh anh sọp mà. Anh Vinh anh chơi sọp. À, sập đỏ rất đẹp của chú ơi, cái màu lá. Một trăm bốn mươi mốt. Rồi, chiều cao 90. Dạ. Rồi, sáng ngang 90 luôn. Cao 90, ngang 90 luôn. Quay một vòng cho cô chú luôn. Đây. Cây này quá đẹp. Anh có nhiều cây sọp hả chú? Quý chú yêu thích dòng sọp thì cứ xem hết clip của rồi, anh Vinh ha. Cái này 32. Cái clip nào cũng có sọp đẹp cho mình tham khảo hết trơn á. Rồi đây 40. 40. Nhiều cây dáng rất độc đáo quái. Đặc biệt là nhỏ nhưng mà già hết. 98. 8. Rồi 119 luôn. Dạ. Cái này hồi đó người ta cũng nuôi dữ lắm nên cái cốt này nè là cốt nuôi không đâu chứ dây vết dây còn hằn. Rồi mã số 141 giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu, bao ship 300 km. 4,5 triệu anh ha. 4,5 triệu. Rồi tiếp luôn anh ơi. Rồi, mã số 142 cùng cây sọp luôn. Cây sọp luôn. Sọp này thì đặc biệt hơn là nó ôm đá. Nó ôm đá từ cái khoảng đá từ trên này nè. Từ cổ nó xuống luôn. Xuống dưới tới đây luôn nè. Em lát đo cái độ cổ. Rồi chiều cao 95. Chiều ngang 1 m. Độ cổ ôm đá từ trên này xuống 50 luôn. Dạ 50. Ngay cổ này là 59. Hết bể này là 89. Ôm trọn cục đá trong luôn. Cục đá trong này luôn. Đây là cô chú, đây nè. Đó, đây là đá này nha. Dạ. Anh sổ ghế anh cắn. Ở trên này cái nó vươn ra hai thân ha. Đó. Rồi. Mã cây sọp độc đỏ này mã số 142 giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu, bao ship 300 km luôn. 4,5 triệu. Rồi mình tiếp luôn anh ơi. Cái nào đây? 143 là chiếu thủy đây. Chiếu thủy nào đây? Rồi luôn. Một cái này một cặp đúng không? Cặp luôn. Rồi cặp cái này bán một cặp luôn anh hả? Đúng rồi. Trung nu. Một cặp trung nu. Hai cây giống nhau. Một cặp trung nu. Rồi cặp cuối clip luôn anh Chiến ơi. Rồi. Rồi chiều cao 1,4 m. 1,4 m. Tán rộng như. Cây giống nhau nha cô chú. Rồi chiều ngang 90. Tròn ro luôn. Đây tay tứ diện nha. Rồi, bắt tay tứ diện. Cây thì nó trung nu nha. Già cây lắm. Rồi, toàn hai cái cổ này thì cho cô chú dễ hình dung. Đây 24. Xuống đây 34. Hết cái bệ đế này luôn. Rồi, hết cái thước luôn cô chú ơi. 1,5 m anh ha. 1,5 m. Bệ này là 1,5 m. Trung nu ha chú. Trung nu. Mặt cắt thì nó mấm vô cũng khá khá mạnh.
Dòng này thì nó xiên hoa. Rồi, cho em cái giá luôn ha. Rồi, một cặp này giao lưu cô chú anh chị là 9 triệu, bao ship 300 km. 9 triệu. Mã số 143, một đây cặp. Đây cây okay đó nè cô chú. Đây là một cây thứ nhất, còn cây thứ hai đây. Hai cây đều giống nhau nha cô chú. Cũng là tai chi tứ diễn. Dạ. Yeah. Kiển cổ và yeah. Rồi chiều cao mấy tư giống nhau luôn. Chiều ngang cũng vậy luôn, 90. Chiều ngang 90. Thân thì khác nhau lớn nhỏ chút. Rồi đây 25. Mình thân dưới này 39. Hết bộ đế đặt cũng hết cái thước luôn, 1,5 m. Dạ. Yeah. 1,5 m. Chân nu tai chi tứ diện. Đây là một cặp giao lưu, một cặp này một mã số 143 giao lưu cho cô chú anh chị là 9 triệu. Giao lưu nhiêu anh? 9 triệu. 9 triệu. 300 km. Dạ rồi. Một cặp ha. 143 cũng là cuối clip. Dạ. Rồi, cuối clip luôn. Cuối clip. Chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ clip này. Và hẹn cô chú anh chị trong clip sau. Dạ xin chào. Rồi, con cũng kính chào quý chú luôn ha. Quý chú xem kênh, ủng hộ kênh một like, một đăng ký, nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật theo dõi những clip mới ha. Con cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.